Xin chào các tín đồ công nghệ, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin Mac Daily ngày 14 tháng 11. Nào hãy cùng mình đến với các tin tức nổi bật ngày hôm nay nhé. Chrome OS là một hệ điều hành khá đặc biệt bởi nó từng được định hướng là một hệ điều hành riêng dành cho máy tính để bàn của Google. Tuy nhiên, cho đến hiện tại thì hệ điều hành này đang có một bước tiến ngược lại là trở thành một phần mở rộng của hệ điều hành Android. Việc Google cho phép kho ứng dụng Android có thể hoạt động trên Chrome OS gần như là một sự thừa nhận ngầm của công ty về thất bại của hệ điều hành này trong thời gian trước đây. Việc cho phép tương thích với ứng dụng Android đồng nghĩa với việc người dùng những chiếc Chromebook giá rẻ sẽ được phép tiếp cận kho ứng dụng khổng lồ trên. Tuy nhiên, vấn đề tương thích sẽ là điều mà Google cần nghĩ đến bởi trong một số ngày vừa qua, nhiều người dùng Chromebook, nhất là các mẫu laptop cảm ứng như là Chromebook Excel, Asus Flip hay là Acer Chromebook 11 khi sử dụng bản thử nghiệm của chợ ứng dụng CH Play đã báo cáo về việc bộ ứng dụng Office của Microsoft đã bị chặn sử dụng trên các mẫu laptop này. Tuy nhiên, có vẻ như Microsoft đã nhanh chân hơn cả Google khi mới đây gã khổng lồ phần mềm tại Redmond tuyên bố sẽ sớm cho phép bộ ứng dụng văn phòng Office của họ tương thích với Chromebook. Theo như một phát ngôn mới nhất từ đại diện Microsoft đã chỉ ra, chiến lược về phần mềm của Microsoft từ trước đến giờ không hề thay đổi. Microsoft luôn muốn có nhiều người khác biết đến bộ ứng dụng của họ và hiện tại đã hợp tác với Google để cung cấp những trải nghiệm phần mềm tốt nhất của Microsoft trên mọi nền tảng. Như vậy, nhiều khả năng bộ phần mềm của Microsoft sẽ sớm chính thức được đóng dấu chứng nhận cho Chrome OS trong thời gian ngắn sắp tới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các ứng dụng Office chỉ cho phép sự chỉnh sửa tài liệu trên thiết bị có màn hình dưới 10 inch. Nếu người dùng sở hữu thiết bị có màn hình lớn hơn, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải mua thêm bộ Office 365 mới sử dụng được. Một nhà sản xuất phụ kiện giấu tên mới đây đã tiết lộ một thông tin khá quan trọng liên quan đến con chip flagship tiếp theo của Qualcomm là Snapdragon 830. Theo đó, dòng chip xử lý mới sẽ được tích hợp công nghệ sạc nhanh QuickCharge 4.0 với đặc điểm nổi bật là giúp thiết bị nạp vào dòng điện lên tới 28W với các cấu hình sạc trải dài từ khoảng 5V 4.7A đến 9V 4A. Điều này đồng nghĩa với việc Qualcomm đã tìm được cách giúp thiết bị có thể sạc nhanh hiệu quả hơn trước trên con chip Snapdragon 830 mà không gây ảnh hưởng đến pin của thiết bị. Điều này có được là nhờ vào một công nghệ tối ưu điện áp INOV được cho là giúp xác định dung lượng pin đạt được ngưỡng giới hạn tại một thời điểm sau khi đẩy liên tục dòng điện với cường độ lớn trong thời gian trước đó. Sau đó tự động giảm dần dòng điện để ngăn chặn được việc pin bị quá nóng khi sạc. Được biết, các điện thoại thông minh được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh QuickCharge 4.0 sẽ được tung ra thị trường từ đầu năm 2017 tới hoặc là muộn hơn tùy thuộc vào thời gian Qualcomm giới thiệu chính thức con chip Snapdragon 830 mới của họ. Kể từ khi Google công bố chính thức hệ điều hành Android 7 Nougat vào tháng 8 năm nay, không có nhiều điện thoại thông minh được cài sẵn trên phiên bản Android này khi xuất xưởng, nếu không muốn nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay như là LG V20, bộ đôi Google Pixel và Pixel XL, hay mới đây là Huawei Mate 9. Bên cạnh đó thì vẫn còn rất nhiều điện thoại chiến lược trong nửa cuối năm này đều đang chạy trên phiên bản Android 6 Max Mallow và chỉ mới được nhà sản xuất hứa hẹn cập nhật trên Android 7 trong thời gian sắp tới. Tất cả những lý do trên đã giải thích cho màn tăng trưởng đáng thất vọng của Android Nougat trong 3 tháng đầu tiên kể từ khi ra mắt chính thức. Cụ thể, theo số liệu thống kê mới nhất của Google, thì Android Nougat hiện mới chỉ chiếm tổng cộng khoảng 0,4% thị phần Android hiện nay. Con số này đã bao gồm cả hai phiên bản Android 7.0 và 7.1. Phiên bản Android 5 Lollipop vẫn đang đóng vai trò đầu tàu trên toàn thị trường Android với thị phần 34%. Tiếp theo đó là phiên bản KitKat 4.4 với 25,2%, Android 6 Max Mallow với vị trí thứ 3 với thị phần là 24%. Nhìn chung thì sự tăng trưởng hiện tại của Android 7 Nougat tương đối đáng thất vọng, nhưng dự kiến trong một vài tháng tới, thị phần của hệ điều hành này sẽ được cải thiện đáng kể. Samsung đã thông báo rằng họ đã có kế hoạch chính thức cho việc cập nhật Android 7 Nougat cho bộ đôi Galaxy S7 và S7 Edge. Các nhà sản xuất khác cũng như OnePlus hay ZTE cũng đang có kế hoạch tương tự. Còn nhớ phiên bản Android 6 Max Mallow trước đây khi ra mắt cũng phải mất đến nửa năm để có thể chiếm được khoảng 7,5% thị phần Android và cho đến thời điểm hiện tại đã chiếm được 24%, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được Android 7 Nougat sẽ làm được chuyện tương tự. Vâng, trên đây là bản tin Mac Daily ngày 14 tháng 11. Chúc các bạn khởi đầu một tuần mới thật là vui vẻ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin Mac Daily tiếp theo.